Đây là ảnh ba cái kệ gỗ ở trên mạng. Để tôi xem thực tế nó sẽ như nào nhá. Đường viền dán thì khá là ok, không bị sứt mẻ lẹm như một số các cái xưởng khác. Bề mặt thì khá là bóng, gỗ thì chỉ là gỗ ép thôi. Đây là quả hướng dẫn gọi là best đáng yêu luôn. Sau có tặng sẵn ốc. Nói chung là khó nhất ở cái khoản gọi là lắp đặt thôi, vì không phải ai cũng có thể khoan được. Chả may lại khoan đúng cái dây điện ở trong tường thì ối giời ơi luôn. Chốt lại với ba bát phở thì mình thấy nó khá là đáng đồng tiền bát gạo. Khoai mỗi ở cái khoản nó là phải khoan thôi. Ok, mình là Dậu và mình chuyên chia sẻ về decor.